Hello các bạn, ở phần trước mình đã cùng các bạn tạo ra cái phần front end này rồi ha. Nhưng mà cái phần front end này vẫn đang ở chạy local còn thôi chứ chưa chạy lên AWS. Thì ở phần này mình sẽ cùng các bạn đi tiếp cái phần là initial cái phần backend là cái phần hệ thống GraphQL dùng AppSync của mình ha. Thì để chạy cái này á thì mình sẽ dùng cái lệnh là Amplify init. Thì cái lệnh này là mục tiêu làm gì? Mục tiêu là khởi tạo cái hệ cái tất cả những cái dependency, tất cả những cái library ở trên localhost của mình, ví dụ tên cái project của mình. Cái tên này là sau này sẽ hiển thị trên Amplify console ha. Thì có mình ở đây mình sẽ chọn ở đây là có chọn theo cái cấu hình mặc định này không. Ở đây có một số thông tin như nào. Đầu tiên là tên dự án Amplify.js này, môi trường là dev này. Dùng cái Visual Studio Code để đọc này, JavaScript này, JavaScript framework là none này, là không có này, mình tại vì mình dùng vanilla, source directory là source src á, thì tạm thời ở cái bài này á, mình đang dùng là cái tại vì cái file index của mình á, nó nằm ở ngoài root chứ nó không có nằm ở trong source, cho nên là mình sửa lại, mình chọn là no đi, dev này, Visual Studio JavaScript này, rồi ở đây mình dùng là none tại vì mình không dùng framework nào hết. Ví dụ cái này mình sẽ chọn là cái mặc định, rồi this này, cái phần này là phần build. Ok, thì để coi chờ chạy. Thì ở đây trong cái bài hướng dẫn ở trên cái tutorial của Amplify.aws cũng khá là dễ hiểu. Đầu tiên chọn environment này, common dev hay testing hay production này, enter ví dụ đây là dev này. Rồi một số cái chọn là chọn cái JavaScript là web hay React hay là iOS, Android đấy, mình sẽ chọn là JavaScript ha. Source này ví dụ đang để là source này. Cái dict thì khi mà cái ứng dụng này được tạo xong rồi á, bây giờ mình bắt đầu mình mới chọn này. Mình sẽ có hai cái profile lúc đấy mình, các bạn nhớ không? Mình tạo là một cái là bằng test profile YouTube. Thì cái này là tại vì cái profile này mình đang gắn với chạy với cái region là bên US1 mà hiện tại mình đang ở Việt Nam. Cho nên là cái để mà sau này mình chạy những cái provision có thể nó sẽ tốn nhiều thời gian đó. Thì mình đang có một cái profile khác là default. Thì profile này là sao? Profile này sẽ đang giúp cho mình là mình cũng cái quyền cũng y như vậy thôi, nhưng mà nó provision trên một cái vùng là vùng Tokyo thì nó gần Việt Nam hơn, nó sẽ nhanh hơn, mình sẽ chọn default ha. Thì cái này tùy các bạn, nãy ở trong cái clip trước đó, các bạn tạo cái profile nào các bạn chọn profile đấy ha. Nhưng mà nên là chọn cái region nào tốt cho mình. Giả sử thì mình hay chọn là Singapore hoặc là Tokyo ha. Singapore thông thường là tốt hơn Tokyo default. Rồi bắt đầu mình init những cái phần project trên cloud. Đó. Thì đằng sau của tất cả quá trình init này á, thì nó chạy bằng cái CloudFormation là một cái dịch vụ mà provision những cái hạ tầng trên cloud. Ví dụ các bạn thấy đây này, provision đầu tiên là một cái S3 bucket, là một cái giống như là một dịch vụ để lưu trữ tất cả các web của mình. IAM role là cái quyền để có truy xuất vào một số dịch vụ khác. Mình tạo IAM role này, rồi tạo bucket successfully, tạo những cái file đây. Mình có một số lệnh hay ở đây là Amplify status để xem cái trạng thái của mình như thế nào. Ngoài ra mình sẽ có một số cái ví dụ như là push là để update cái phần backend, còn public là cả phần frontend và phần backend này, console là mở cái giao diện web của mình ra. Thì hiện tại là các bạn thấy status của mình đang môi trường là môi trường dev. Hiện tại chúng ta chưa làm gì trên này, chúng ta chỉ init cái environment này thôi. Rồi mình combat lại cái bài của mình ha. Thì cùng xem là ở trên này nó tạo ra cái gì này. Amplify.js là cái dự án của mình này. Phần frontend mình chưa hề có này. Phần backend của mình là mình có một cái môi trường dev này ở đây rồi. Rồi hãy cùng xem là
mình chưa hề có một cái resort nào. Resort ở đây mình có thể là một cái ví dụ như là một cái SG bucket này, hoặc là mình sẽ có một cái GraphQL API. Thì cái để tạo một cái GraphQL API như nào, public như nào thì mình hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo ha.